Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị top 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày 11 tháng 11 âm lịch. Nếu trong thời gian qua các bạn đã đau đầu khổ sở về vấn đề tiền bạc thì xin chúc mừng các bạn, bởi chỉ cần đồng hồ điểm 0 giờ ngày 11 tháng 11 âm lịch, cuộc sống của các bạn sẽ có khởi sắc, sẽ vô cùng may mắn, đặc biệt trong vấn đề tiền bạc. Bạn sẽ bất ngờ nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu bạn đang ấp ủ những dự án, những kế hoạch mà chưa có nguồn vốn, thì trong ngày hôm nay bạn có khả năng cao nhận được những khoản tiền đầu tư không hề nhỏ. Một số bạn còn có thể nhận được những món quà có giá trị từ người thân, bạn bè, và đó là các con giáp Sửu, Dần, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi. Tuổi Sửu. Xem tử vi ngày 11 tháng 11 âm lịch cho 12 con giáp, vận tài chính của tuổi Sửu khá hanh thông nhờ thực thần chiếu mệnh, có người may mắn được tăng lương, tăng thưởng, kinh doanh có lãi hoặc trúng thưởng một khoản đáng kể nhờ trò đỏ đen. Nhìn chung túi tiền của bạn khá rủng rỉnh trong hôm nay. Trong công việc cố định, tuổi này được khuyên nên thể hiện chính kiến của mình về các vấn đề quan trọng. Khi bạn có quan điểm riêng và mạnh dạn trình bày điều đó với mọi người xung quanh, bạn sẽ có vị thế khác biệt hơn hẳn so với việc chỉ là một nhân vật mờ nhạt chỉ nhìn. Tuy nhiên, đỏ bạc thì đen tìm, chuyện tình cảm của tuổi Sửu không được suôn sẻ cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Lúc mới yêu, bản mệnh tin rằng đối phương chính là người phù hợp nhất với mình. Thế nhưng lâu dần bạn nhận ra người ấy không còn quan tâm, chiều chuộng mình như thuở ban đầu nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Ngày hôm nay, người tuổi Dần có cục diện tam hội che chở nên đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất vốn có. Đồng nghiệp và cấp trên cũng luôn tạo điều kiện để bạn sáng tạo, nhờ vậy Dần càng thêm hăng hái. Cũng trong ngày này, bạn có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng cách tập lắng nghe nhiều và quan sát nhiều hơn trước khi phát biểu. Điều đó sẽ giúp bạn hình thành sự chắc chắn, tránh được rất nhiều rắc rối không đáng có. Ngày Tân Mão, người đã có đôi sẽ có một ngày tràn ngập hạnh phúc trong tình yêu. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng, lúc nào cũng nghĩ đến nhau, điều này khiến ai ai cũng phải ghen tị. Tin vui là sức khỏe của tuổi Dần cũng không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với bạn trong tháng nên tinh thần cũng rất thoải mái. Tâm trạng vui tươi là một trong những liều thuốc bổ, duy trì sức khỏe dồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù công việc hay cuộc sống có tạo ra áp lực đến mấy, bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản để đối phó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Trong ngày có chính quan hỗ trợ, tuổi Tỵ có thể đạt được những thành tựu nhất định trong công việc của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉn chu nên được cấp trên và đồng nghiệp dành nhiều lời khen ngợi. Những người đang theo đuổi con đường công chức cũng sẽ đón tin vui. Vận quý nhân khởi vượng, dường như làm việc gì con giáp này cũng có người nâng đỡ và hỗ trợ. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đối tác và khách hàng đều là những người có mối quan hệ hợp tác lâu năm nên quá trình làm ăn hết sức suôn sẻ. Mộc sinh hỏa giúp người tuổi Tỵ cảm nhận được hương vị hạnh phúc vô cùng ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Tình yêu đến bất ngờ, chính bản thân con giáp này cũng phải ngỡ ngàng. Bản mệnh vốn không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng khi chính bản thân mình trải nghiệm rồi thì mới thấy rằng hóa ra mọi chuyện là có thật. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Nhiều ngày tam hợp cục nâng đỡ, tuổi Mùi trở nên hào hứng hơn với việc tiếp xúc và kết nối với mọi người. Các mối quan hệ rộng mở cũng mang tới cho bản mệnh những cơ hội tốt để hợp tác làm ăn, kinh doanh hoặc đơn giản là có người chia sẻ kinh nghiệm trong nghề. Con giáp này có thêm những kiến thức hữu ích. Ngày này bạn cũng gặp rất nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, tuy nhiên chớ vì có tiền bạc rủng rỉnh trong tay mà đã vội nghĩ tới chuyện tiêu pha phung phí. Bạn nên tích lũy một phần trước để làm vốn cho tương lai, sau đó mới phân chia thành từng khoản nhỏ, mục đích sử dụng. Ngày Mộc Thổ xung khắc,
mùi đường để tình trạng độc thân khiến bản thân cảm thấy buồn phiền. Tuy tình yêu chưa đến nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ bạn đang là người bất hạnh nhất trên đời. Vì vậy hãy cứ cố gắng hoàn thành bản thân rồi những điều tốt đẹp sẽ tới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Nhờ lục hợp nâng đỡ, tuổi Tuất may mắn được quý nhân phù trợ, những khó khăn trước mắt không khiến bạn chùn bước mà càng thêm quyết tâm tạo ra sự đột phá. Dưới sự chỉ điểm của quý nhân, con đường bạn đi sẽ càng thêm thuận lợi. Chuyện tình cảm trong ngày cũng khá hài hòa, bạn và người ấy sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm sau những ngày cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Cũng chính vì lý do đó mà cả hai bạn luôn quý trọng những phút giây bên nhau thay vì tốn thời gian để cãi vã. Vận trình tài chính giữ ở mức độ ổn định, bản mệnh luôn có thói quen tiết kiệm một khoản cho bản thân. Nhờ vậy, những lúc cần thiết đến tài chính sẽ không cần phải vay mượn hay lo lắng xoay sở bằng nhiều cách khác nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Ngày chịu tác động từ cục diện tam hợp, hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày nhiều tin vui với người tuổi Hợi. Bạn có thể thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong công việc. Tuy nhiên nếu bạn khiêm tốn và biết giúp đỡ mọi người thì sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn là khoe khoang với người khác. Bạn mệnh còn có được vận tài chính khá tốt, có thể là những khoản từ công việc bạn làm thêm hay từ những người bạn cũ, khách hàng cũ. Chắc chắn đó sẽ là những bất ngờ về tiền bạc mà tuổi Hợi không ngờ tới. Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bạn đều hài hòa, mang đến nhiều tin vui trong ngày. Tất cả đều nhờ, thường ngày bạn luôn biết cách đối nhân xử thế, lại dành thời gian chăm chút cho các mối quan hệ nên mọi thứ mới được như hiện tại. Tuy nhiên ngày hôm nay, người tuổi Hợi có thể gặp vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận. Trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe, chữa trị bệnh tật. Để bảo vệ sức khỏe, bản mệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là phải ngủ đủ giấc, tránh tình trạng vì lao lực mà đổ bệnh. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Tân Mão tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày Tân Mão thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi Kỷ Dậu Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Mão lục hợp Tuất tam hợp Mùi và Hợi thành mộc cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuổi Thân. Các tuổi bị xung khắc với ngày Quý Dậu 1993, Kỷ Dậu 1969, Ất Sửu 1985 và Ất Mùi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!